Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Jackie hướng dẫn và cùng mình cùng khai thuế 2024 của Google Tax nha. Thì mình vào Gmail của account để mình xem. Mình thấy cái email này gửi cho mình ha. Thì bây giờ mình bấm vô trong cái chỗ quản lý thông tin thuế. Bây giờ mình bấm vào đây nè. Rồi Windows nó mở lên cho mình vào cái tờ khai thuế mấy năm trước của mình đó. Mình thấy là hạn là cũng 2024 là hết rồi đó. Cho nên mình bắt đầu mình phải khai sớm đi, không mấy mình quên nó qua cái thời gian quy định á. Nhưng mà mình không có phải là công dân của Mỹ nghe các bạn. Đây là mình khai biểu mẫu này của Canada hoặc những nước khác ngoài nước Mỹ. Mình phải điền thông tin vô cho chính xác nha, là địa chỉ đang ở và chứng nhận. Bây giờ mình gửi biểu mẫu mới nè, mình gửi tờ khai mới đó, thì nó hiện ra một cái window khác cho mình nè. Bây giờ thì nó nói là nó sẽ mất một chút thời gian cho mình. Bắt đầu nha. Bây giờ thì nó bắt mình điền mật khẩu vô trong cái Google Adsense trở lại ha. Rồi điền xong rồi, bây giờ thì nó bắt đầu khai thuế nha các bạn. Trang khai thuế hiện ra đó, mình xem cho kỹ rồi mình điền ha. Thì các bạn thấy là mình chỉ làm YouTube theo cá nhân mình thôi. Đó, thì mình điền vô cá nhân, mình bấm tiếp. Đó, thì ra một cái bước tiếp là bạn có phải công dân của Hoa Kỳ hay không? À, mình không phải là công dân của Hoa Kỳ thì mình bấm là không. Rồi bấm tiếp. Thì hiện ra đó, nó đi tiếp từng bước phía dưới. Mình không phải là công dân Hoa Kỳ, mình làm YouTube cá nhân. Đó. Chứ mình không theo tập đoàn hay là công ty gì hết nha, không có kinh doanh gì hết. Cho nên mình bấm là mình không phải công dân của Hoa Kỳ thì mình bấm là không. Bấm tiếp đi. Thì mình không có làm về kinh doanh gì hết. Mình chỉ làm YouTube cá nhân đơn giản vậy thôi. Đó. Thì mình cũng ghi không luôn. Bây giờ á, mình đã được các bước rồi. Mình nhớ mark vô cái khuôn đó, rồi mình đi tiếp. Báo cáo thuế trên đó, bác các bạn thấy không? Biểu mẫu rồi nó tùm lum lắm luôn. Mấy cái biểu mẫu này tới nhà chi cho nó rườm rà, nhiều khi thơ từ đi lạc mình cũng mệt lắm. Cho nên thôi mình làm online đi nha. Mình đề là không sử dụng giấy. Bây giờ thì mình bấm tiếp theo nha.
Bước kế tiếp hiện ra rồi, xem trước giấy tờ nè, đó là mình họ đã gửi cho mình một cái biểu mẫu mà mình đã khai đó, thì mình xếp xuống, mình tải cái biểu mẫu đó xuống, mình để dành lại cũng được đó. Còn nếu không thì nó vẫn có ở trong đây à. Đó thì bạn xếp xuống đi. Rồi bây giờ bạn thấy đó, mình bấm tiếp đi. Bây giờ bước này là mình xác nhận và ký tên nha các bạn. Là mình những cái địa chỉ mình ghi cái kênh YouTube này là của mình. Đó, rồi mình làm theo dạng cá nhân chứ không theo bên thứ ba nào, coi chừng giùm kênh, thí dụ vậy đó. Vì nếu mà khi bên thứ ba coi chừng kênh cho bạn đó thì họ sẽ khai thuế cho bạn. Còn nếu mình làm cá nhân của mình thôi thì mình tự mình khai thuế như vậy nha. Đó, các bạn nhìn, các bạn đọc, các bạn thấy không? Là mình không có khai sai. Đó. Mình phải khai và điền thông tin chính xác là trong thời điểm này là địa chỉ của mình đang sử dụng là đúng, mình đang ở nơi đó, mình làm cái kênh YouTube này ở địa điểm hiện tại. Nội dung không có thay đổi đó thì bạn bấm vô ha. Các bạn nhớ nha, cái này là Jackie đang ở Canada, không phải Mỹ nha. Các bạn ở ngoài nước Mỹ thì các bạn khai biểu mẫu này. Chúc mừng các bạn nghe, chúng ta đã thành công. Đây, biểu mẫu mới cho năm 2024 của chúng ta đã được chứng nhận và thời hạn là vài năm sau chúng ta mới khai tiếp. Nghe các bạn, chúc mừng và xin chào tạm biệt. Các bạn nhớ like, comment, ủng hộ cho Jackie nghe. Toronto Sam Media. Xin chúc ngày mới vui vẻ. Bye bye.